Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của MVC ô tô. Vâng, trong một buổi chiều muộn ngày hôm nay thì bên em cũng về một chiếc xe cũng khá là muộn màn. Vâng, một chiếc xe được 21 năm tuổi, Toyota Camry GLI, sản xuất năm 2000, đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2000. Một chiếc xe phải nói cực kỳ đẹp luôn, màu sơn xanh mét. Và thưa quý vị các bạn, nội thất ghế nỉ còn zin nguyên bản. Ơi quý vị các bạn nhìn này, bộ ghế nỉ zin nguyên bản của xe này, cực kỳ mượt mà luôn. Xe rất là chất luôn. Vâng, và chiếc xe này là của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hạ Long. Con xe này thì thưa quý vị các bạn là toàn để gara thôi, vì các bác biết rồi, thời buổi này người ta chả ai đi cái xe này làm gì. Người ta sẽ đi những cái dòng cao cấp hơn, sang hơn, chất hơn. Vâng, nhưng mà thưa quý vị các bạn, đừng có hỏi về chất về chiếc xe này. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe của công ty chuyên để ở trong gara, không đi vào giờ, nên là chất xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Đương nhiên là hồi xưa thì xe đi rất nhiều. Vâng, lăn bánh được 50 vạn được cơ mà. Thế nhưng mà về độ chất của xe thì cũng vẫn còn rất là ngon. Đặc biệt là những ai yêu thích cái dòng form xe cổ, xe cũ thì đây là một lựa chọn không nên bỏ qua. Một chiếc Camry GLI số sàn máy xăng 2.2. Một chiếc xe đẹp. Vâng, thương hiệu Nhật Bản, sản xuất năm 2000. Đấy, máy số ngon, đèn đóm vẫn còn rất là nét luôn. Tapi sạch sẽ. Đặc biệt là bộ ghế nỉ của xe thì cực kỳ xịn sò. Điều hòa mát rượi, vô lăng 4 chấu có túi khí. Đấy, cần số mượt mà, tươi rói. Các bác nhìn này. Đấy. Và cảnh báo thì không hề có. Và một chiếc xe sử dụng động cơ máy xăng 2.2. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào khoảng 8 lít đến 8 lít rưỡi trên 100 cây. Bù lại các bác có một cái cảm giác đi cực kỳ đầm chắc với cái dòng xe Nhật Bản này. Vâng, Camry GLI đầu dài. Đấy, người ta hay gọi là hình viên đạn đấy ạ. Vâng, form xe rất đẹp. Chiếc xe mang biển số 16K7947. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hạ Long. Vâng, một chiếc xe 2.2 số sàn. Một chủ từ mới zin từ đầu luôn. Và các bác nhìn đèn của xe này, bóng sáng luôn, đèn đều. Form xe rất là đều luôn. Em quay sát cho các bác nhá. Vâng, đèn đây. Đèn xi nhan thì đã làm lại rồi. Thế còn đèn pha thì vẫn còn nguyên. Đấy, đèn pha nguyên này. Logo Toyota to vật vã luôn. Và đây, bên này cũng thế ạ. Một chiếc xe thực sự là đẹp. Đấy, cản dưới không có vết chảy xước nào luôn này. Xe để toàn gara thôi, không hề đi một chút nào. Đấy, các bác nhìn nhá. Sơn xi đồng sơn đều. Form xe đẹp, cabo cân đối. Cam kết cho các bác là không đâm đụng, không ngập nước. Máy số mượt mà, zin đét đẹp luôn. Đấy. La răng thể thao, la răng sắt thể thao. Đấy. Lốp dày. Lốp Briton dày luôn. Đấy. Và rất ít đi. Lốp thì để em xem nào. Con này lốp sản xuất năm bao nhiêu? 2016 các bác ạ. Vâng, 2016. Dày như là lốp mới. Vâng. Và đây cua lốp này, không hề bục luôn. Một chiếc xe phải nói quá là đẹp so với tầm giá và cũng như là độ chất. Đấy. Hàng ngon ngật cành đào. Keo chỉ đẹp. Đồng sơn tốt. Đấy. Nội thất bên trong màu sô-cô-la. Mượt mà không chơi lóa. Đầu Sony 6 đĩa. Đấy. Đầu Sony 6 kênh. Và các bác nhìn này. Điều hòa điều chỉnh cơ. Đấy. Máy số rất mượt. Bằng nó vẫn đi thấy. Vâng, máy số rất mượt. Nội thất đẹp, đặc biệt là bộ ghế nỉ. Đúng là hàng hiếm luôn. Bộ ghế nỉ hàng cực hiếm luôn các bác nhá. Đấy. Lốp dày. Đấy, lốp dày luôn này. Rãnh lốp rất dày luôn. Cua lốp đẹp. Đương nhiên theo thời gian không tránh được nhiều khiếm khuyết. Đấy, còn độ chất thì các bác cứ nhìn. Vâng, Camry GLI được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại gara gần nhà. Đấy. Và đây là một chiếc xe của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hạ Long. Con này thì giờ thì cứ báo luôn các bác là sang tên hơi khó, nên là các bác mua về thì các bác cứ đi đó. Vâng. Kính này, Pickington. Đấy. Kính xịn xò luôn. Uầy, cốp. Cốp của này thì sơn zin còn nguyên. Đấy, sơn rất mỏng luôn nhá. Và chỉ của xe đều.
Đấy, các bác nhìn chỉ xe đấy ạ, rất đều luôn. Mép chỉ đều, tôn vỏ căng, nỉ sạch. Và nỉ sàn đây, hơi nhăn nhú một chút, nhưng mà đây, các bác nhìn này, đấy, lốp sơ cua đét tôn, dày dặn luôn, và lót sàn của xe này còn mượt mà luôn. Đấy, lót sàn rất mượt luôn nhá. Ở đây kích lốp đồ nghề đầy đủ. Đấy, các bác nhìn phần sườn đuôi này, phần sườn bên này, và không hề có đâm đụng, đinh hàn còn nguyên này. Bên này thế ạ, và đều luôn, đều chằn chặn luôn. Đấy, và phần cản sau đây rất là đồng đều. Sơn si tôn vỏ căng. Một chiếc Camry GLI đẹp xuất sắc đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Vâng, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, các bác nhìn lốp này. Lốp dày, lốp Ecopia 2016. Đấy, la răng đúc 6 chấu. Người ta gọi là la răng sắt. Đấy, la răng sắt nha các bác nhá, không phải là la răng đúc nhôm đâu. Đấy. À, con này thì hiện nay là em đang chuẩn bị một cái này vì là bình hơi yếu. Đấy. Đấy là bộ kích lốp ạ. Tappy sạch. Tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Bình thường. Đấy. Các bác nhìn này, keo chỉ này. Cổng điều khiển kính hoạt động hoàn toàn ok. Em bật lên cho các bác. Cái này là yếu ắc quy rồi. Cái này thì em sẽ điều chỉnh sau. À chà. Kính lên xuống bình thường. Thế thì cái kính tài bên này là có vấn đề rồi. Kia nhá, kính bên kia lên nè, lên xuống này. Đấy, đấy, các bác nhìn nhá. Đó, ở giữa đấy. Vâng, kính này sao? Đấy, chà, lên xuống bình thường. Kính tai. Ồ, kính tai không thể lên các bác ạ. Xe vừa về, đang kiểm tra, kính tai không lên. Được, cái này em sẽ xử lý. Vâng, chắc chắn là phải xử lý cho các bác rồi. Trước khi bán cho các bác. Vâng, kính tai không lên. Rồi, tiếp tục. Ta đi đến cốp của chiếc xe. Các bác nhìn phần để chân nhá. Vâng, 50 vạn nên là cái này nó hơi cũ một chút. Đấy, hơi cũ. Sàn nỉ này. Sàn nỉ xịn sò zin hãng luôn đấy. À, đặc biệt là bộ ghế nỉ em kết luôn. Ghế nỉ cực đẹp. Và ghế nỉ rất đẹp luôn. Mượt mà. Mở cabo. À, đương nhiên là mở cabo thì ta sẽ phải dùng cái bộ này rồi. Cái bộ này là 70 meo. Con này, cái bộ này á, trị giá của cái bộ này là nó rơi vào tầm khoảng hơn một củ các bác nhá. Chỉ hơn một củ thôi. Em sẽ hạ hình xuống đây, sau đó thì sẽ cùng quý vị các bạn mở cốp. Ai chà chà. Đấy, chống thủy lực đầy đủ luôn. Cái này thì chống đang bị hỏng ạ. Vâng, nên là sẽ phải sử dụng cái chống khác. Cái này em sẽ đẩy ý xuân. Vâng, và bây giờ thì em sẽ lắp cái bộ này vào đây. Đấy các bác nha, em sẽ lắp cái bộ này vào đây. Tùng ơi, hỗ trợ anh đấy. Đấy, em lắp cái bộ này đây. Vì cái chống này nó đang bị yếu. Thì cái này em sẽ kiểm tra và chỉnh sửa cho các bác. Đấy, thế còn đâu thì em sẽ kích cái con xe này để cho nó nổ. Vâng, chắc chắn là phải kích cho nó nổ rồi vì ắc quy đang yếu. Cái này thì trước khi các bác mua thì em sẽ thay ắc quy. Vâng, tận hiện trạng là ắc quy đang yếu. Cú Minh ơi, để em phát. Vâng, đang yếu nhá. Rồi, em sẽ cắm vào đây. Ta sẽ nhờ chị Minh đè cho bác. Ấy, úi giời. Đấy, máy lên ngon ngật luôn. Một chiếc, em cảm ơn. Đấy, một chiếc xe 124 van. Đấy, F2. Đấy, máy nổ rất là êm và chắc. Cô đét đẹp luôn rồi. Ok rồi, ok rồi. Máy số ngon ngật nữa các bác nhá. Và ta xem nào. Ai chà chà. Máy số này được bảo dưỡng ngon ngật cành đào nên là thảo nào khô ráo thế. Máy chạy ngon. Khung sườn đây các bác nhìn này. Không lỗi lầm. Và không hề lỗi lầm luôn. Tai đèn này đều luôn. Và tai đèn thực sự là đều. Đầu răng ngang không lỗi lầm. À, tháo cái bộ này ra cho nó hoành tráng. Và cái bộ kích này. Đấy. Tai không hề lỗi lầm luôn các bác nhá. Tai ốp sườn này. Rồi, và các bác nhìn ạ, phần chỉ này. Đấy. Chỉ đều không lỗi. Và đây còn nguyên tem nhãn này.
máy thì cực kỳ khô luôn. Em mở hơi thừa cho bác xem nhé. Ai chật chả, ôi giời, sao con này có hơi thừa hay không? Như mọi khi em mở rất nhẹ nhàng, úi giời, không có hơi thừa luôn, không khói, không hơi thừa, hàng quá ngon. Con này máy ngon thật, kéo ga nè. Uầy, phải nói máy con này ngon thật đấy, hàng ngon ngật cành đào. Vâng, cảm ơn Luân Tùng Auto em à, anh ơi, xin cảm ơn đấy. Các bác nhìn ạ, vâng, một chiếc xe rất là ngon, mỗi tội là yếu ắc quy thì em đã vừa phải kích sạc chiếc xe này, đương nhiên là dùng bộ 70 meo, quảng cáo luôn, mất có một củ mốt thôi, nhưng mà các bác đi đường không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả, độc có củ mốt rẻ như cho luôn ạ. Vâng đấy, ắc quy yếu thôi, còn đâu là về chất thì cứ yên tâm là không lỗi lầm. Ta sẽ cùng đi lên chiếc xe này và cùng thử xem là đèn đóm thế nào, các chức năng của xe như thế nào. Đấy, bật đèn này, gẩy pha luôn đây. À, chà, pha đèn cực kỳ sáng luôn các bác ạ. Vâng, pha đèn rất sáng luôn nhé. Đấy, đèn đóm đầy đủ. Vâng, con này thì hạn đăng kiểm mới đến tháng 12 năm 2021 luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, về chất xe, đều xe, không lỗi lầm. Còn một số lỗi thì em đã báo rồi đó. Vâng, đấy, xem gầm nào. Gầm thì cũng tương đối là sáng, đẹp. Đấy, gầm này các bác nhỉ. Xe để gara nó phải khác. Vâng, toàn để gara, đóng cửa để đấy thôi. Đấy, lên là chất thì đấy các bác nhìn nhá, đều luôn. Một chiếc xe đẹp, hai nhìn tròn chỉnh chỉnh. Đấy, và đương nhiên là đến khoang máy em nào. Xem gầm máy đây nào. Đấy các bác nhìn nhá, gầm máy khô đấy, không lỗi lầm. Đấy, máy số thì êm mượt. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Siêu Tô tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, chiếc xe thì đang có mặt tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng ạ, đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Camry GLI máy xăng 2.2 số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, một mẫu sedan phân khúc hạng D thời kỳ 2000. Vâng, cực kỳ đẹp trong tầm giá, cực kỳ yêu thương về độ chất. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và con này thì côn số ngọt ngào, máy số ngon nhá. Quý vị các bạn muốn đi thử ạ. Vâng, em đánh võng chiếc xe này cho các bác, để các bác cùng xem. Ấy chà chà, ngon lành canh đào, máy số êm mượt, nội ngoại thất đẹp, sạch sẽ và yêu thương. Ở đây quý vị nhìn này, xe không hề lỗi luôn nhé, không hề có lỗi luôn. Đấy, làm bánh rất là ok, đi bình thường. Máy số thì siêu nguyên chất. Đấy, điều hòa mát lạnh, túi khí cho cả người lái, người ngồi bên cạnh. Đấy, lái rất thoải mái luôn nhé. Cắt pha. Vâng, chở lái rất nhẹ nhàng. Úi giời, đi hẳn ra đường cho nó rực rỡ. Em sẽ hạ cái này xuống. Vâng, các bác cũng thông cảm là đây là một chiếc xe số sàn nên là lái nó hơi bị dậm dặt một chút, các bác thông cảm nhá. Đấy, xe chạy rất mượt luôn, số má ngon. Chà chà, đây đang số 2 rồi, lên số 3 nào. Úi giời, số ngon luôn. Đấy, các bác nhìn này, xe chạy không có lỗi lầm nhá, không hề lỗi lầm luôn. Đấy, dòng Camry GLI đấy, đạp ga lên 680 vẫn ok. Đấy, em sẽ rẽ vào đây quay vòng lại và mình chỉ đi thử một chút thế thôi.
Còn đâu thì các bác nào mà thích thì mời các bác đến cửa hàng của em Fuji Auto, các bác lái thử và trải nghiệm chiếc xe tuyệt vời này. Vâng, một chiếc Camry GLI ngon ngặt cành đào, động cơ 2.2, 8 lít trên 100 cây, một mẫu sedan đẹp, xuất sắc. Đấy. Úi chà, ngon ngặt như này chạy rất là êm, chắc chắn. Điều hòa mát lạnh nhá các bác nhá, con này điều hòa mát rượi luôn. Đấy, đặc biệt là bộ ghế nỉ của xe, ui sợ, phải nói là đúng là hàng hiếm luôn đấy. Ghế nỉ và vẫn còn rất là đẹp. Mà đúng là đồ bền, 50 vạn đi có ít gì đâu. Đấy, 50 vạn rồi các bác ạ. 50 vạn cho một chiếc xe tuyệt vời. Vâng. Cảm ơn các bác đã theo dõi và chia sẻ cho em Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Chúc quý vị có được cho mình chia sẻ ưng ý. Úi xời, ngon lành cành đào phở. Úi xời, máy số ngon. À, chà 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 chà, hay rồi, con này xong rồi. Tạm biệt quý vị các bạn. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.